Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên nhịp tin tức. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 7. Tôi đi vào chuyên mục giải ảo thời sự ngày hôm nay với tiêu đề Nhà nước ngầm, đảng thứ ba đang tàn phá nước Mỹ. Trên Gatestone, học giả gốc Iran là Amir Tahiri phân tách chính trường Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến văn hóa kéo dài từ hơn chục năm với một kết luận bất ngờ mà quá sáng suốt. Hoa Kỳ không chỉ có hai chính đảng lớn là Dân Chủ, Cộng Hòa, mà thực tế có một đảng thứ ba đã ngự trị từ lâu và khỏi cần tranh cãi. Đó là đảng thư lại với công cụ là bộ máy hành chính nhà nước. Nhà nước ngầm đang tàn phá nước Mỹ, mà theo những tư tưởng nào là điều tác giả có thể đã thấy ra, nhưng chưa nói tới. Chúng ta nên sớm nghĩ tới điều đó. Bầu cử Hoa Kỳ, đảng thứ ba không có trong danh sách. Một trong những mối nguy hiểm mà nền dân chủ phải đối mặt là bộ máy chính phủ biến thành một đảng phái chính trị với nền văn hóa, truyền thống, phương pháp và cả lợi ích riêng. Trên hết là lợi ích tự duy trì. Do đó, Hoa Kỳ có một đảng thứ ba vô hình bên cạnh đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Quyền lực này đặc biệt được duy trì chặt chẽ trong Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc, Bộ Tài chính và quan trọng hơn là ngành tư pháp. Nó cũng có mối quan hệ lâu đời, đôi khi là loạn luân, với những người vận động hành lang, các nhóm hoạt động vì một vấn đề duy nhất. Các trường đại học với các học giả có quyền sở hữu và các tổ chức nghiên cứu có liên hệ chặt chẽ với các bộ phận chính phủ và phương tiện truyền thông. Chính quyền Mandarinate duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những thành viên có nhiệm kỳ lâu dài và không thể thay đổi của Thượng viện và Hạ viện. Những người theo thuyết âm mưu gọi Mandarinate này là nhà nước ngầm. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang giải quyết không phải là sản phẩm của một âm mưu của một nhóm trong một phòng đen. Đó là sản phẩm hữu cơ của một hệ thống, trong đó nền dân chủ bị thu hẹp thành các cuộc bầu cử, và các cuộc bầu cử bị thu hẹp thành một cuộc thi sắc đẹp, giống như một tập hợp các nghi lễ thường được tiếp thị như một tôn giáo. Chiến thắng trong bầu cử là một nghệ thuật. Quản lý đất nước lại là một nghệ thuật hoàn toàn khác. Quá trình ra quyết định càng gần với những người bị ảnh hưởng, thì nền dân chủ càng mạnh. Việc cân bằng lại quyền lực giữa Washington và các tiểu bang đã là một vấn đề kể từ khi nội chiến kết thúc. Trong khi hai ứng cử viên chỉ trích lẫn nhau, cử tri không được cho biết họ thực sự muốn làm gì về những vết nứt trong cấu trúc trật tự thế giới. Chiến tranh ở Ukraine, Trung Quốc là mối đe dọa hay đối thủ, sự gia tăng theo cấp số nhân của các hoạt động bài Do Thái và sự thiếu văn minh ngày càng sâu sắc trong đời sống công cộng. Trừ khi có sự kiện bất ngờ nào khác, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới có thể sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Cuộc đấu đó, nếu diễn ra, sẽ bao gồm một số tính năng mới. Harris là người phụ nữ thứ hai lọt vào vòng cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Bà cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên có nguồn gốc Ấn Độ và Jamaica lọt vào nấc thang upchot. Về phía Trump, cũng có những điểm mới lạ. Ông là cựu tổng thống thứ hai sau Theodore Roosevelt tìm cách quay trở lại Nhà Trắng trước sự phản đối của giới tinh hoa truyền thống trong đảng của ông. Nhưng không giống như Roosevelt đã rời khỏi đảng Cộng Hòa để thành lập đảng tiến bộ được định sẵn của mình, Trump đã không rời đi và thống nhất đảng
dưới lá cờ của mình. Một trong những nghịch lý của cuộc bầu cử này là Đảng Cộng Hòa bước vào vòng chung kết một cách bất ngờ, trong khi Đảng Dân Chủ, bao gồm một số đảng viên cánh tả, vẫn ủng hộ Harris là người dẫn đầu. Cả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường chú trọng đến tính cách hơn là chính sách. Trong số 46 vị Tổng thống Hoa Kỳ, 31 người có lý lịch quân sự lên đến cấp bậc cao nhất. Chỉ có Bill Clinton coi việc từ chối nhập ngũ trong chiến tranh Việt Nam là một huy hiệu danh dự. Barack Obama, người cũng không có hồ sơ phục vụ, đã nhận được tín dụng quân sự thay mặt cho ông ngoại của mình, Kay, người đã phục vụ trong quân đội. Hình ảnh của ông nội được in trên bìa cuốn sách Dreams from My Father của Obama. Lần này, không ai trong số những người vào chung kết có thành tích quân sự, ngay cả thông qua ông nội, để khoe khoang. Còn những yếu tố khác trong câu chuyện về một Tổng thống Mỹ thì sao? Câu chuyện ngụ ngôn chuẩn mực mô tả người có tham vọng xuất thân từ một gia đình khiêm tốn, đôi khi nghèo khó, sống trong một cabin gỗ, nhưng đã leo lên được nấc thang xã hội nhờ vào sự chăm chỉ và thành tích cá nhân. Bill Clinton đã đưa ra nhiều tuyên bố rằng ông là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ vị tha và tận tụy, một chủ đề giúp đảm bảo phiếu bầu từ những bà mẹ đơn thân. Những chủ đề như vậy không có tác dụng lần này. Trump có thể không sống trong căn hộ áp mái của Trump Tower ngay từ đầu, nhưng chắc chắn cũng không lớn lên trong một cabin gỗ. Cha mẹ có trình độ học vấn cao của Harris đã xoay sở để đảm bảo được địa vị trung lưu thượng lưu nhờ làm việc chăm chỉ và may mắn được sống ở California, nơi mà sự phân biệt đối xử tích cực gần như là một tín điều. Vì vậy, người ta có thể cho rằng cuộc thi lần này sẽ chuyển sự chú ý từ tính cách sang sự khác biệt về chính sách. Điều ngược lại đã xảy ra. Hai phe đã chọn những cuộc tấn công cá nhân theo kiểu này, và ở mức độ hiếm thấy trước đây. Danh sách các cáo buộc chống lại Trump quá dài đối với chuyên mục này. Ông bị chỉ trích là có tội với mọi tội lỗi có thể tưởng tượng được, bao gồm cả tội lỗi ban đầu. Về phần Harris, bà bị miêu tả là một cô gái lẳng lơ có bằng luật và bị đổ lỗi cho mọi thất bại thực sự hoặc tưởng tượng trong nhiệm kỳ 12 năm chung của Obama-Biden tại Nhà Trắng. Vì không bên nào cho phép tổ chức đại hội công khai, nên các vấn đề chính sách quan trọng không được tranh luận ngay cả ở cấp đảng. Những vấn đề đó là gì? Đầu tiên là Hoa Kỳ đã tham gia vào một cuộc nội chiến văn hóa trong hơn một thập kỷ. Quan điểm truyền thống về Hoa Kỳ như một nồi lẩu thập cẩm về bản sắc văn hóa, tôn giáo và dân tộc đang bị thách thức bởi những gì các đệ tử của Samuel Huntington trình bày như một quầy bar salad, trong đó bản sắc hai thùng là quy tắc. Sự va chạm của các nền văn minh đang diễn ra bên trong Hoa Kỳ, trong đó mọi người đều tự nhận mình là nạn nhân và thường thực sự cảm thấy mình là nạn nhân. Chúng ta sẽ giành lại đất nước, ngụ ý rằng có ai đó đã đánh cắp nó. Khẩu hiệu bảo vệ các quyền xã hội của chúng ta có nghĩa là ai đó đang cố gắng tước đi các khoản trợ cấp công, sự phân biệt đối xử tích cực và các quyền lợi mà gần một nửa dân số đang nhận được của người Mỹ. Black Lives Matter ám chỉ một hệ thống giá trị dựa trên màu da. Một vấn đề quan trọng khác là đặc điểm dân tộc, nhân khẩu học của quốc gia vốn đã bị thu hẹp lại thành những câu chuyện phiếm về việc cần bắt giữ
và trục xuất bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp, thay vì cách sử dụng chính sách quản lý nhập cư như một nguồn sức mạnh, như đã từng xảy ra ở Hoa Kỳ kể từ khi thành lập. Một trong những mối nguy hiểm mà nền dân chủ phải đối mặt là bộ máy chính phủ biến thành một đảng phái chính trị với nền văn hóa, truyền thống, phương pháp và tất nhiên là cả lợi ích riêng, trên hết là lợi ích tự duy trì. Do đó, Hoa Kỳ có một đảng thứ ba vô hình bên cạnh đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Chính phủ liên bang sử dụng gần 3 triệu người. Trong số đó, có từ 5.000 đến 7.000 người thay đổi khi Nhà Trắng thay đổi nơi ở. Những công việc có thời hạn, đôi khi là suốt đời, giúp duy trì chế độ quan lại, vốn coi nhiệm vụ của mình là giữ cho con tàu nhà nước đi đúng hướng đã định. Quyền lực này đặc biệt được duy trì chặt chẽ trong Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc, Bộ Tài chính và quan trọng hơn là ngành tư pháp. Nó cũng có mối quan hệ lâu đời, đôi khi là loạn luân, với những người vận động hành lang, các nhóm hoạt động vì một vấn đề duy nhất, các trường đại học với các học giả có quyền sở hữu và các tổ chức nghiên cứu có liên hệ chặt chẽ với các bộ phận chính phủ và phương tiện truyền thông. Chính quyền Mandarinate duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những thành viên có nhiệm kỳ lâu dài và không thể thay đổi của Thượng viện và Hạ viện. Những người theo thuyết âm mưu gọi Mandarinate này là nhà nước ngầm. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang giải quyết không phải là sản phẩm của một âm mưu của một nhóm trong một phòng đen. Đó là sản phẩm hữu cơ của một hệ thống, trong đó nền dân chủ bị thu hẹp thành các cuộc bầu cử, và các cuộc bầu cử bị thu hẹp thành một cuộc thi sắc đẹp, giống như một tập hợp các nghi lễ thường được tiếp thị như một tôn giáo. Chiến thắng trong bầu cử là một nghệ thuật. Quản lý đất nước lại là một nghệ thuật hoàn toàn khác. Một vấn đề then chốt khác là sự phân phối lại quyền lực ở cấp liên bang và tiểu bang. Ở một số tiểu bang, đặc biệt là ở miền Nam, nỗi lo lắng về liên bang vẫn còn. Điều này thường bị coi là định kiến, nhà quê, hoặc thậm chí là phân biệt chủng tộc cấp độ cao. Nhưng thực tế là quá trình ra quyết định càng gần gũi với những người bị ảnh hưởng, thì nền dân chủ càng mạnh. Trump đã cố gắng thể hiện quan điểm đó theo phong cách bảo thủ của mình, trong khi ủng hộ điều ngược lại bằng cách kêu gọi tăng quyền lực của Tổng thống. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa dân chủ tinh hoa lại rao giảng về phúc âm liên bang cũ của các tiểu bang gần nguồn nước, đặc biệt là hai đại dương và ngũ đại hồ. Đây là lý do tại sao Đảng Dân Chủ mô tả quyết định gần đây của Tòa án Tối cao cho phép một số tiểu bang tự đặt ra các quy định riêng về phá thai là một cuộc tấn công vào nền dân chủ, thay vì là động thái hướng tới sự phân quyền có thể mở rộng sang các vấn đề khác. Việc cân bằng lại quyền lực giữa Washington và các tiểu bang đã là một vấn đề kể từ khi nội chiến kết thúc. Các tiểu bang của Liên minh miền Nam bại trận đã phải chịu 12 năm chiếm đóng quân sự của quân đội liên bang, chưa kể đến việc bị những kẻ cướp bóc. Cuối cùng họ đã ký một hiệp ước, trong khi loại trừ những giấc mơ chia rẽ, hứa hẹn một quá trình tái cân bằng không bao giờ xảy ra. Trong khi hai ứng cử viên chỉ trích lẫn nhau, cử tri không được cho biết họ thực sự muốn làm gì về những vết nứt trong cấu trúc trật tự thế giới. Chiến tranh ở Ukraine, Trung Quốc là mối đe dọa hay đối thủ, sự gia tăng theo cấp số nhân của các hoạt động bài do Thái và sự thiếu văn minh
ngày càng sâu sắc trong đời sống công cộng. Vào ngày 5 tháng 11, Mandarinate hoặc bên thứ ba sẽ không có tên trên bất kỳ vé nào. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.